Ít nhất hai người thiệt mạng hơn 100 người đã bị thương vào hôm qua sau khi một tàu hỏa bị trật đường ray tại vùng Volgograd của Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.200 cây số về phía nam. Công ty đường sắt Nga cho biết đoàn tàu chở khoảng 800 người và trong khi đang đi từ thành phố Kazan đến khu vực Adler thì xảy ra va chạm với một xe tải chở hàng. Chính toa tàu đã bị trật đường ray khiến 140 người bị thương. Hơn 300 nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường, trực thăng cấp cứu cũng đã được huy động. Ủy ban điều tra Nga đang mở cuộc điều tra hình sự. Nhà điều hành đường sắt nước này cáo buộc tài xế xe tải vi phạm nghiêm trọng luật giao thông khi băng qua điểm giao nhau với đường sắt, dù hệ thống đèn đã phát tín hiệu cảnh báo. Công ty này cho biết thêm rằng người lái tàu đã phanh khẩn cấp nhưng không thể tránh khỏi va chạm vì khoảng cách quá gần, trong khi tàu đang di chuyển với vận tốc 65 km trên giờ.